Vâng, Quang xin được chào tất cả các quý vị khán giả đang coi cái clip của Quang. Vâng, và hôm nay thì Quang xin được chia sẻ thêm một chút về cái phần 2 đối với cả cái chim con, chim than non, chim con nuôi nhốt ở trong lồng mà chúng ta nuôi đút từ nhỏ đó, đến cái giai đoạn nó thay lông phần 2. Vâng, thưa với cả quý vị là ở phần 1 thì Quang cũng đã chia sẻ với cả tất cả mọi người về cái thay lông phần 1, và phần 2 này thì Quang xin được nói thêm một chút. Hiện tại thì như thực tế thì đây là cái chú than non, than con mà Quang mua ngày 15 tháng 5 năm vừa rồi đấy ạ. Đấy. Thì vừa rồi nó thay lông thì Quang có làm cái clip phần 1, và đến bây giờ thì là cái phần 2 thì cái vấn đề về mấu chốt. Hiện tại thì bây giờ cái lông mình và gần như là chút xong rồi và đen gần như là hết rồi ạ. Thế còn cái lông cánh và lông đuôi đang ra. Vâng, thế thì cái con này ấy, thì nó bị cái rụng lông đuôi hàng loạt. Đấy, nó không giữ lại một cái nào cả. Đấy, trong vòng chỉ có khoảng một tuần thôi là nó trút hết lông đuôi. Đấy, thì hiện tại bây giờ nó đang ra lông măng. Được đâu nó cũng phải được khoảng ra được khoảng 4 phân rồi. 4 5 phân gì đấy rồi. Đấy. Thế thì cái giai đoạn này thì chúng ta chăm và nuôi dưỡng như nào để cho chú chim, thứ nhất là có một cái bộ lông óng mượt, cái thứ hai là có đầy đủ những cái chất cần thiết để cho chú chim nó phát triển và trưởng thành. Đấy, sau này chúng ta sẽ có một cái chú chim nó chơi, nó có nội lực và có sức khỏe, sức đề kháng tốt nhất. Bây giờ ở cái lứa tuổi này thì Quang cũng ví như là con người chúng ta đang ở cái lứa tuổi chuẩn bị dậy thì, tức là cái lứa tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, và phải cần rất là nhiều các cái chất cần thiết để cho cơ thể, cũng như con chim cũng thế thôi. Ở cái giai đoạn này thì nó là cái giai đoạn mà thay lông xong ấy, thì là nó sẽ căng lửa và nó sẽ dậy thì. Đấy, thì cái hiện tại đến bây giờ ấy, thì là con chim nó phải cần rất là nhiều các cái chất để mà vừa phải nuôi cái bộ lông của nó mà lại vừa phải nuôi cái cơ thể của nó để nó phát triển, để cho nó toàn diện. Đấy, chứ không phải là chỉ ôm mỗi cái bộ lông không thôi nhé. Đấy, mọi người chú ý là mỗi một cái con chim nó ở một cái giai đoạn nó khác nhau. Đấy, cái con chim than con mà nó là thuần, nó có tuổi lồng rồi thì chăm lông nó khác, chế độ mồi tươi nó khác. Và cái con chim non mà cái mùa đầu tiên chăm lông nó khác, mùa thứ hai chăm lông nó khác, và mùa thứ ba chăm lông nó khác. Bây giờ con Quang nói ví dụ như nếu như nhiều anh em nào mà chơi chòe chòe lửa, chừa chòe lửa mép truyền thì biết đấy ạ. Tức là mỗi năm con chòe nó sẽ ra dài ra độ khoảng tầm từ 1 đến 1 phân rưỡi cái lông đuôi. Đấy, tức là gì? Đến sang cái con chòe truyền ấy, là cái năm đầu tiên ấy, là ví dụ như Quang nói là đuôi nó ra độ khoảng tầm 20 phân chẳng hạn, thì cái năm thứ hai, cái mùa thay lông thứ hai nếu như ta chăm tốt thì nó sẽ ra được đuôi là 21. Đấy, còn cái con than than con than truyền này, thế này, cái mùa đầu ví dụ như cái đuôi của nó ra độ khoảng được 8 phân chẳng hạn, thì cái mùa hai chúng ta chăm tốt thì nó sẽ ra được cái lông độ khoảng từ 8 phân rưỡi đến 9 phân. Vâng, còn cái con than mà bây giờ Quang hướng dẫn cho mọi người là cái con than con này, là đến cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà nó đang phải hoàn thiện cái bộ lông của nó để tổng kết toàn bộ cái cơ thể của nó, và nó nuôi cái cơ thể nó phát triển. Thì cái chế độ ăn uống thì ngoài cám ra, ngoài cái cám ra thì các bạn nên cho đầy đủ các cái mồi tươi cần thiết khi mà chúng ta nuôi nhốt ở trong lồng để cho nó đẹp và dài được như ở ngoài tự nhiên. Đấy. Thế thì cái mồi tươi mà cần thiết khi mà nuôi nhốt ở trong lồng thì nó gồm những cái mồi tươi như thế nào và cho ăn như thế nào để cho nó hợp lý? Thì theo cái kinh nghiệm mà nuôi chòe của Quang ấy, và cũng được tham khảo rất là nhiều ý kiến của các anh em đã chơi trước ấy, thì trừ những cái mồi tươi nóng ra, ví dụ như là rán đất, rán, thạch thùng, sâu rồng, sâu quy. Đấy là những cái mồi tươi mà không nhất thiết là phải cho ăn khi mà chim nó thay lông. Và những cái mồi tươi đấy thì là anh em mà chơi chim chòe than múa hót mà dàn giáo thi thố chơi cộ lâu năm thì người ta gần như là người ta không cho ăn vào cái mồi thay lông những cái mồi tươi đó. Đấy, thế tuy nhiên
thì khi mà ở ngoài tự nhiên thì nó khác, ở khi mà nuôi nhốt ở trong lồng nó khác. Đấy, thế tại làm sao mà mọi người thấy là con chim con, chim non này Quang nuôi, Quang lại nhốt vào cái lồng đường kính những 60 và cao những 1,6 m này không ạ? Và Quang làm ba cái cầu truyền như này. Là thứ nhất ấy, là để Quang cố gắng tạo cho nó được một cái gần như là cái tự nhiên một chút, để nó bay nhảy, nó thoải mái tự do, để nó hoạt động nhiều, để nó ăn nhiều. Đấy, đây là cũng là một cái thử nghiệm của mình thôi. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì cái con chè than con này này mà nuôi cái năm mùa đầu ấy, là nó rất dễ hay bị tật lỗi, rất dễ hay sinh lỗi. Nếu như chúng ta nuôi vào cái lồng nhỏ mà chúng ta lại cho ăn nhiều cái chất quá, nhiều chất đạm quá, thì con chim nó ít hoạt động, nó ít bay nhảy, thế nó không thoát được ra, thì nó ức ở trong người, là nhiều con nó cũng sinh ra lộn. Đấy, và nhiều con ấy là nó tích tụ lại, đến lúc nó căng lửa lên thì nó lộn. Thế cho nên là Quang Quang dùng cái bài là Quang cho một cái lồng phóng như thế này để cho chim nó hoạt động, nó bay nhảy tắm tự do đấy, để một cái khay nước, cái khay nhôm làm đá để cho vào dưới đáy này. Đấy, chỉ có thiếu mỗi một cái là ở nhà mình ấy, thì là ở thành phố thì không có cái điều kiện như các bạn ở phía dưới nông thôn, là có sân vườn đất cát các thứ, thì chúng ta đặt luôn cái lồng chạy đất xuống dưới đất ấy, xuống dưới cỏ, bãi cỏ với các thứ thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thế còn anh em nào mà không có cái điều kiện làm cái lồng, mua cái lồng như thế này, thì mọi người có thể dùng lưới chúng ta quây tròn mà chúng ta làm cái lồng như thế này cũng được ạ. Đấy, nó rất đơn giản thôi ạ. Mua lưới về quây tròn nó vào ạ, và chúng ta dùng mấy cái vòng sắt 6 ạ, và chúng ta bịt nó vào. Thế anh em để xuống tịt xuống dưới đất thì là cái tốt nhất. Đấy, thế cái quá trình mà đây là theo cái kinh nghiệm của Quang Quang nuôi thôi. Và cái quá trình mà con chim này này nó đang ở cái tuổi mà vừa tuổi ăn vừa tuổi lớn, mà lại cái tuổi trẻ con, nó rất là nghịch ngợm, hiếu động, nó rất là thích bay nhảy. Thế thì nếu như chúng ta mà như theo cái kinh nghiệm của Quang mà Quang cho một cái lồng nhỏ quá ấy, thì mình lại không dám cho ăn nhiều mồi tươi. Thì nếu như không cho ăn các cái loại mồi tươi mà đầy đủ các cái dưỡng chất cho nó, thì nó lại không phát triển được cái cơ thể của nó, và cái nó nuôi cái bộ lông nó không hoàn thiện được, hoặc là cái bộ lông của nó sẽ kém, hoặc là cái cơ thể của nó sẽ không đủ cái điều kiện phát triển như là một cái con trẻ ở ngoài tự nhiên. Tại làm sao mà cái con chim con mà phần lớn nuôi lên ấy là năm thứ 2, năm thứ 3 nó mới chơi được, là bởi vì là đa phần là mọi người nuôi là chưa đáp ứng được đủ những cái điều kiện về cái thức ăn mồi tươi cho chim đó. Mà nếu như mà đáp ứng đầy đủ ở trong cái lồng chật hẹp quá thì nó lại sinh ra lỗi, mà không đáp ứng đủ thì nó lại đấy, nó không chơi được. Đấy, thế còn những cái con chim mà nó dễ chơi, ở đây là nó ngoại lệ nhé, những cái con chè con mà nó dễ chơi là những cái con chim nó rất là mong mỏ, những cái con chim nó lông nó rất mỏng, nó ăn rất là ít. Ở đây Quang nuôi chè con nhiều, số lượng nhiều, Quang biết có những con ví dụ như cùng với con non này với một cái con nuôi chè to kia ấy, thì cái con này nó chỉ ăn độ một con nhộng với một con dế thôi, một con châu chấu thôi là nó chán rồi. Đấy là khi mà mình nuôi đút ở trong lồng ấy, cùng một lúc mình cho đấy. Nhưng cái con xòe mà con xòe to cái kìa, nhiều bạn biết cùng Quang nuôi hai con đấy, thì cái con kia nó ăn lượng gấp đôi con này, bởi vì cái con kia lông nó dày hơn, và người nó to hơn. Đấy, con này thì người nhỏ nhắn hơn, lông nó mỏng hơn, thì nó ăn chỉ bằng một nửa con kia thôi. Đấy, thế cũng như là con người chúng ta cũng thế thôi. Có ví dụ như mình Quang này cái chỉ nặng độ khoảng 65 cân thôi, bây giờ là 67 cân, thì mỗi bữa mình chỉ ăn có một bát cơm với khoảng là đến bát thứ hai thôi, nhưng mà có người người ta nặng 70 80 cân, người ta ăn 3 4 bát cơm. Thì cái này thì là cái mà mỗi một cái cơ thể nó sẽ thích nghi với cái ăn uống nó khác nhau. Để Quang nói ví dụ như thế thì mọi người sẽ hiểu hơn một chút về cái cách nuôi nhốt con chim, khi nuôi nhốt ở trong lồng là cho nó ăn uống như nào để cho nó hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta khi chúng ta nuôi nhốt ở trong lồng thì chúng ta chỉ cần chú ý cho Quang một cái điều này này, mỗi con nó có một cái khẩu phần ăn khác nhau và cái chế độ ăn khác nhau. Chúng ta cố gắng chúng ta nuôi làm sao mà chúng ta để ý cái phân của con chim lúc nào nó cũng có cái phân thành khuôn là được. Đấy, anh em chú ý nhá. Chúng ta cho ăn mồi tươi kiểu gì, số lượng bao nhiêu, tùy từng mỗi một con nó có một cái chế độ khác nhau. Nhưng mà chúng ta cố gắng là chúng ta để ý cái phân của con chim ấy là nó thành khuôn và nó có phân cám là được. Đấy, thế còn nếu như anh em nào mà chưa biết cách ấy thì cẩn thận ấy, thì
tốt nhất đấy là cái tầm độ khoảng 3 giờ chiều trở đi thì không lên cho chim ăn mồi tươi nữa. Đấy, ví dụ như những cái con chòe như thế này này, hoặc là những con chòe chúng ta đang nuôi nhốt ở trong lồng ấy, đến cái mùa ngoài Bắc là cái thời tiết nó khắc nghiệt, hoặc là có những cái hôm mà nó đang nắng trở trời là áp thấp nhiệt đới chẳng hạn, nó mưa gió rét nó đổi mùa chẳng hạn, thì anh em có thể cho con chim 1 đến 2 con sâu, sâu quy hoặc sâu rồng. Sâu quy thì cho 2 con, hay con sâu rồng thì cho 1 con thôi, vào cái tầm buổi chiều chiều tối nếu như hôm nào thời tiết nó thay đổi. Mọi người chú ý nhé. Đấy, còn bình thường thì không nên cho ăn sâu. Đấy, sau này con chim nó cần phải kích lửa thì chúng ta sẽ dùng sâu chúng ta kích lửa thôi. Còn trong cái quá trình mà chúng ta nuôi ấy, tốt nhất là để cho nó ăn cám mát và ăn những cái mồi tươi mát, để cho con chim nó đúng theo cái bản năng, nó sau này nó lên lửa đều, nó lên lửa, nó lửa lửa thật của con chim chứ không phải lửa ảo. Đấy, thì nó sẽ tốt cho con chim, nó cũng như là chúng ta ấy, chúng ta nếu như chúng ta ăn uống điều độ, chúng ta tập thể dục đều đặn thì chúng ta luôn luôn có một cái sức khỏe nó tốt. Đấy, cái sức khỏe thật chứ không phải là dùng các cái thuốc kích thích để nó chỉ khỏe một cái lúc nào đó thôi, sau một cái thì lại trở lại cái vị trí ban đầu, mà thậm chí nó còn yếu hơn cả cái lúc chúng ta uống thuốc. Đấy, thì không nên dùng các cái gì là kích thích. Đấy, thì theo Quang là cái kinh nghiệm của Quang như thế, thì Quang cũng biết được một số, ví dụ như một cái bác nghệ nhân, bác cái nuôi chim cũng ngay gần Quang thôi. Bác cái năm nay là gần 70 tuổi rồi, 68, 69 rồi, nhưng mà bác ấy lên xà đơn nó phải tầm hơn chục cái. Đấy, xà kép cũng hơn chục cái, là nhiều thanh liên có khi lên 1-2 cái nó không lên được. Đấy, và bác ấy đi bộ thì 3-4 vòng hồ thì là cứ như bình thường thôi. Đấy, đấy thì cái người mà người ta giữ được cái sức khỏe đều đặn như thế, nó có một cái sức đề kháng rất là tốt và sức khỏe rất đều. Đấy, khi con chim nuôi nhốt ở trong lồng cũng thế, nếu như anh em chăm đều tay đều đặn hàng ngày, ngày nào cũng như ngày nào, thì con chim nó luôn luôn nó có một cái sức đề kháng tốt và sức khỏe tốt. Còn nếu như mà chúng ta mà cứ chăm mà theo kiểu vạ vật, xong rồi 3 bữa đói, 4 bữa đói thì được một bữa no mồi tươi đẫy vào ấy, thì nó không tốt chút nào cả. Đấy, thì cái clip này thì Quang sẽ phân tích và chia sẻ như thế, thì mọi người cố gắng chăm chim làm sao để cho nó đều tay. Nó đều tay là cái tốt nhất. Còn đến mùa nó tự khắc nó sẽ căng lửa thôi. Đấy, thì còn cái clip này thì Quang xin được chú ý cho mọi người toàn bộ về cái quan trọng nhất ấy, là cái mà cái con chè than con non mà nuôi cái mùa đầu ấy, là con chim nó vừa phải phát triển cái cơ thể của nó, mà nó vừa phải nuôi cái bộ lông của nó khi thay lông. Nhất là khi con nào mà mọi người gặp phải cái trường hợp mà con chim nó bị rụng lông hàng loạt ấy, thì anh em cố gắng cho ăn đầy đủ các cái dưỡng chất là mồi tươi khi mà nuôi nhốt ở trong lồng. Cái mồi tươi ở cuối clip này thì Quang có thể nhắc đến mà những cái mồi tươi có thể ăn được hàng ngày. Và cái thứ nhất, cái việc đầu tiên đó là cái con châu chấu. Nếu như anh em nào mà mua được cái con châu chấu cốm, đây con châu chấu cốm như này đang tươi sống này thì tuyệt vời. Đấy, cái mồi tươi thứ hai là chúng ta có thể mua được con dế này. Đấy, cái mồi tươi dế với châu chấu này là cái mồi tươi chủ đạo. Và cái mồi tươi thứ ba Quang nhắc đến ấy là cái con nhộng tằm sống. Con nhộng tằm sống thế ở một số vùng không có, thì mọi người cứ yên tâm, cái cám của Quang này, cái cám chòe này là có cái con thành phần cái con nhộng ở trong đó. Đấy, cái nếu mà anh em nào mà dùng cám họa mi thì biết đấy, cái cám 200 cái loại 2 là gần như chim nó không ăn mồi tươi nữa. Đấy, cái mồi tươi thứ ba là Quang nhắc đến cái con nhộng tằm, con nhộng sống này. Nếu như ở ngoài Bắc này mà anh em ra các cái chợ như ở Hà Nội này, anh em ra các cái chợ cóc cái mua cái nhộng sống, hiện tại bây giờ nó bán giao dịch khoảng tầm từ 20 đến 22 nghìn một lạng. Một lạng tươi sống này nó vẫn còn ngoe nguẩy đấy. Thế còn cái nhộng mà to hơn một chút mà nó ngâm nước ấy là cái nhộng chết rồi. Theo Quang được biết đây là nó có thuốc bảo quản thì không tốt chút nào cả. Đấy, đấy thì là cái nhộng, cái mồi tươi thứ tư mà Quang nhắc đến ấy là cái con tép, con tôm con tép nhỏ nhỏ đấy, thì chúng ta có thể ra chợ chúng ta mua. Thì cái mồi tươi đó thì cái con tôm con tép này một tuần chúng ta chỉ cho ăn độ 1 đến 2 đến 3 lần là cùng thôi, và mỗi một lần thì 1 đến 2 con đến 3 con nhỏ nhỏ thôi. Đấy, thế cái mồi tươi thứ tư ấy mà cái rất tốt cho cái con chòe than đấy là cái thịt bò. Cái thịt bò thì thực ra ở ngoài tự nhiên thì nó không có, nhưng mà nuôi nhốt ở trong lồng này, anh em mà đi ăn sáng ăn phở bò thì có thể xin một cái mẩu nhỏ nhỏ bằng cái đầu ngón tay út đấy, rồi hẳn đấy một tuần chúng ta cũng cho lên cho chim ăn độ 3 buổi. Đấy, chỉ một chú ý nhé, một đốt ngón tay út thôi. Đấy, nó tùy con chim nào mà bé thì cho ăn một nửa đốt ngón tay út, con chim nào ăn khỏe ăn nhiều bộ nó to lông nó dày thì cho hẳn một cái đốt ngón tay út. Đây là cái thịt bò.
Đấy, cái mồi tươi Quang nói đến là châu chấu này, dế này, nhộng tằm này, thịt bò này, con tép này, con tôm đúng không ạ? Đấy. Thế còn cái trứng kiến, cái mồi tươi mà cái trứng kiến là cái rất là quan trọng ở trong cái lúc mà chăm lông con chòe than. Cái trứng kiến thì Quang cũng được nghe nghe rất là nhiều anh em chơi chòe đi trước nói là cái trứng kiến là nó mát và nó ra lông nó thanh thoát. Đấy thì nhất là anh em chơi chòe chuyên nghiệp ở trong Sài Gòn thì biết rồi đấy, có những người người ta mua 2 3 cân về người ta để trong tủ lạnh để cho chim ăn dần. Thì cái trứng kiến thì chúng ta cho ăn như thế nào để cho nó hợp lý, thì theo Quang ấy thì cũng chúng ta cũng phải thử. Đấy, bởi vì cái điều này thì phải nuôi vài con và thử vài con, mỗi con cho ăn một cái chế độ khác nhau và chúng ta căn chỉnh sau này khi con chim nó chơi như thế nào thì chúng ta mới điều được. Đấy, thì ở đây Quang là cái clip của Quang là clip tham khảo, bởi vì sao? Bởi vì Quang không thể nào mà hướng dẫn mọi người là phải cho ăn bằng này bằng kia, mà Quang nhắc đến những cái mồi tươi đấy để tùy anh em có thể điều chỉnh làm sao cho nó hợp lý. Thế thì theo Quang ấy, thì những cái mồi tươi đó thì chúng ta chia đều ra từng bữa hàng ngày, mỗi lúc chúng ta cho ăn một chốc một lát một tí thì nó tốt hơn. Trừ khi là chúng ta đi làm bận và dọn cả ngày đấy, sáng ra thì tống luôn cả một cái khay vào, nào là trứng kiến, nào là dế, nào là châu chấu, nó ăn ngập mồm nên nhiều lúc có khi nó cũng ngán nó chán. Đấy. Nhiều lúc nó đói mồi nó ăn ăn nó là ăn nó đang vồ ăn vập vào xong bắt đầu là nó ăn rõ chán. Thì cái nuôi chim ấy thì phải có thời gian. Cái cách tốt nhất đấy là chúng ta sẽ chia đều ra các bữa thì là cái hợp lý nhất. Đấy. Cũng như là cùng một lúc chúng ta cho chúng ta ăn cùng một lúc rất là nhiều thứ là chỉ một lúc là chúng ta chán thôi, ngày hôm sau là chúng ta nhìn thấy chúng ta cũng phát ngán đấy. Chúng ta ăn nó vừa phải thôi. Thế con chim cũng thế. Đây là cái mà Quang nói là phân tích là cái cách tốt nhất đấy, chứ không tuy nhiên là không phải ai cũng có thời gian mà sáng để cho ăn bằng này con dế xong lại đến tầm độ 9 10 giờ lại cho một hai con châu chấu, xong 12 giờ trưa tắm rửa xong lại cho một hai cái mẩu trứng kiến, xong rồi đầu giờ chiều luyện hót xong rồi lại mang ra lại cho ăn một hai con dế hay là một hai con nhộng tằm. Thì tuy nhiên nuôi được như thế mới là tuyệt vời, mới là tốt. Đấy, thì con chim nó luôn luôn ở trong cái chế độ ăn mồi tươi, nó thòm thèm mà nó ăn đến đâu nó tiêu hóa đến đấy chứ cùng một lúc. Thế còn tuy nhiên là anh em đi làm sáng ra đi làm xong chiều mới về thì đương nhiên là phải chịu thôi, biết làm thế nào thì đành phải tống tống vào đấy, tống vào đấy, đẫy vào đấy luôn, nó ăn thích ăn như nào nó ăn. Đấy, thế thì Quang thì cũng thế, nuôi rất là nhiều. Thế đâm ra là ví dụ như con này đấy, bây giờ đấy tắm đắng một tí xong cũng cho tống đẫy vào ấy, thế là xong bắt đầu lại phải quan tâm đến các con khác chứ không phải lúc nào cũng bảo là phải cho thế này thế kia. Nhưng đây là Quang hướng dẫn là nếu như anh em nào mà nuôi ít, nuôi một hai con có thời gian rảnh rỗi ở nhà thì cho ăn như thế là một cái phương pháp cực kỳ hợp lý đối với chú chim. Đấy, thì cái clip này thì là cái clip mà Quang nói ra tất cả những cái vấn đề để anh em tham khảo. Nếu mọi người cảm thấy hợp lý thì mọi người sẽ chăm sóc theo cái cách của Quang. Đấy, về cái clip tắm nắng tắm nước rồi nuôi dưỡng hàng ngày thì Quang cũng đã làm rồi. Đây là cái clip mà Quang nói riêng về cái thời điểm mà chăm con than con, ở cái thời điểm mà nó chuẩn bị nó thay xong bộ lông, thay bộ lông và nó chuẩn bị là trưởng thành đến cái tuổi dậy thì nó cần thiết phải đầy đủ các cái yếu tố như thế. Thì cái mồi tươi thì nó đầy đủ những cái yếu tố đa dạng như thế thì nó sẽ làm cho con chim nó phát triển cái cơ thể của nó và nó con chim nó có nội lực tố chất, sau này là nó sẽ chơi nó cái lửa của nó chơi nó sẽ rất là ổn định. Đấy, và nó đạt lửa luôn khi chúng ta chăm lông thay lông xong đến ngoài Tết nắng ấm lên là nó chơi luôn. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ có cám gà không, nuôi mồi tươi, chúng ta chỉ có mỗi sâu quy với cả chả có một cái gì nữa thì đến lúc mà con chim tạm sao nó đến mùa nó không chơi được. Đấy, chẳng qua những con mà nó quá tố chất, mỏ nó mỏng, lông nó mỏng thì may ra thì nó chơi được thôi. Đấy, thế cũng không ngoại lệ, những con chim đấy thì nó cũng có những con chim nó rất là máu đấu mà nó tố chất. Thế còn phần lớn ấy là đa phần là không chơi được là như thế. Đấy, thế cái mồi tươi nữa là Quang vừa nhớ đến nữa là cái con giun đất. Thì mọi người chú ý là cái con giun đất này là nó rất là nhiều các cái chất khoáng, chúng ta không phải mua các cái loại khoáng làm gì cả. Cái khoáng mà tự nhiên chúng ta có thể đào được ở dưới đất. Nếu anh em nào mà lười đào ấy thì chúng ta sẽ nhà chúng ta gần ở cái chỗ đất cây nào đấy, chúng ta có thể úp mấy cái viên gạch xuống cái nền đất đó và chúng ta tưới cái nước gạo hàng ngày đó. Thì hàng ngày chúng ta chỉ cần lật cái viên gạch ấy ra là chúng ta bắt được luôn giun, chúng ta cho trẻ ăn thôi. Tuy nhiên là cái con giun đất này thì anh em đừng lạm dụng cho ăn nhiều quá. Thế con giun đất này thì theo cái kinh nghiệm của Quang ấy thì một tuần chúng ta chỉ cần cho ăn độ 3 lần thôi và mỗi một lần một con thôi. Đấy, với những con chim nó đang thay lông. Đấy, còn sau này nó có lửa rồi thì
khi nào mà nó căng quá thì chúng ta cũng có thể điều một cái con giun đất để cho nó giảm nhiệt đi một tí, bởi vì rất là nhiều anh em là có nói rằng cái con giun đất ấy là ăn là nó bị tụt lửa. Đấy, thì quang nuôi thì quang không phải là không cho ăn, cứ thỉnh thoảng quang lại vẫn cho ăn nó đều đặn, thỉnh thoảng lại có một cái con giun đất cho một cái con chòe. Đấy. Ở đây là mỗi người có một cái cách nuôi riêng, còn clip này là clip mà quang làm để mọi người tham khảo cách nuôi và cố gắng áp dụng làm thế nào đấy, thay đổi đi để tùy cơ ứng biến để đối với cái chú chim của mình, sao cho chú chim của mình nuôi làm sao mà cứ mang ra nó chơi tốt là được. Đấy, thế còn mỗi người có một cái cách nuôi khác nhau. Đấy, thì Quang cố gắng là Quang biết được cái gì thì Quang sẽ làm các cái clip để cho anh em tham khảo. Vâng, cái clip mà nói về cái chim đến cái tuổi dậy thì cần ăn uống đầy đủ chất để phát triển, vừa cắt phát triển về cơ thể vừa phát triển cái bộ lông của cái con chim than con mùa đầu nuôi nhốt ở trong lồng, Quang xin được dừng lại ở đây. Và xin chúc tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ, có cái cuộc sống luôn luôn là hạnh phúc và nuôi được những cái chú chim ưng ý. Và xin chào và hẹn tất cả mọi người ở trong các cái clip sau của Quang.